mơ hồ thành phần nước mắm công nghiệp. Tèo 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 tèo. Bà Sáu ơi, bà Sáu. Sáu ơi. Ơi. Lẹ lên, lẹ lên. Bà Sáu. Cái tật lớn hơn cái tuổi. Tật. Qua nhà người ta rần rần rộ rộ kêu gì phải kêu từ từ, người ta mới cái thời gian đi lên chứ. Gì vậy trời ơi trời ơi. Ê bà nó nghe nè. Chị. Nãy giờ bà đi rồi bà có thấy con bò ra ngoài đó không? Không, nãy bà né nó nghe. Sao né? Nó thấy bà nó hút tới bà nội luôn à. Nghĩ sao chơi nguyên một cái bà ba màu đỏ. Thì ghê. Có tuổi rồi ăn mặc sao cho nó bớt lố lăng được không? Bà sao mỗi lần bà gặp tôi bà không xỉa xói tôi như bà ăn cơm bữa đó không nghe ngon hay sao trời? Ôi mệt quá à, tôi không có quẩn đâu mà cứ đứng đôi coi với bà qua chơi. Qua có công có việc mới qua. Công việc thì nói lẹ đi. Đem cho bà ba con vịt. Bà đã đem cho vợ chồng tôi ba con vịt. Tặng. Cho luôn. Trời đất ơi thiệt á. Đất trời muốn sụp đổ luôn à. Là đạo giờ là bà nổi tiếng lật kẹo nhất cái xóm này, tự nhiên đem ban dịch qua cho tôi. Trời này chắc tính nhờ giả gì phải không? Trời mượn tiền đúng không? Bắt bớ gì mượn tiền bàn chứ có cần gì đâu mà xài tiền mà mượn. Nói vậy là nay tốt thiệt hả? Trời chắc là tốt giả. Tốt đột xuất ta. Bà nói chuyện không móc cừu à. Nè. Được rồi đây đưa quà đây. Ăn đi. Ban dịch. Sao nằm trong túi nhỏ xíu vậy? Trời ơi thì đây nè. Dịch lộn. Tôi thì tôi bó tay bà luôn. Trời ơi, cho ba cái trứng vịt lộn đấy, ba cái trứng vịt lộn đấy, ba con vịt làm hết hồn mà. Ba con vịt nó nằm trong ba cái trứng. Thôi khỏi đâu đem về ăn luôn đi. Trời ơi bà đừng có vội từ chối, nó ngon dễ tè luôn. Thôi hồi nãy nhà mua một chục trứng, quất 7 trứng rồi, ngán quá còn 3 trứng đem về cho bà. À là ngán quá mới cho đúng không? Bà thấy không? Ngán quá mới cho đúng không? Nhiều chứ không phải là ngán. Thôi thôi đem về đi, tôi tung rảnh nữa tôi vô tôi nấu cơm nói chuyện với bà. Ê! Thôi mệt quá. Gì ngán vậy trời? Tôi qua trước nhất là tôi cho bà hột vịt, nhưng mà cái chuyện kế nữa là có chuyện muốn nói cha ơi. Ngồi lên nói tiếp. Có chuyện gì nói sao nãy giờ ông lo nói đi. Lo tào lao không à. Qua rủ bà ít bữa đi du lịch với tôi. Đi du lịch với bà hả? Ừ. Thôi ở nhà sướng hơn. Rồi tôi đi với bà rồi cái tôi hốt tôi vô cái trại bảo tồn động vật nữa. Bà nghĩ làm sao mà bà nói tôi giống động vật? Không phải, nó giận chơi thôi, nó giận với tôi không đi với bà đâu. Chớn giận gì nhau. Trời ơi, có ăn mặc kiểu đó kìa ra đường rồi bò nó hút rồi ảnh hưởng tới tôi nữa. Thôi tôi không đi chung với bà. Thôi mệt bà quá. Không phải là đi mình tôi không, đi với mấy chị em ở trong xóm mình nè, trong hội phụ nữ đó. Ủa vậy thiệt hả? Ừ. Ừ thôi vậy được, có mấy bà nữa tôi đi chứ đi với bà không thôi. À. Ở nhà cho nó khỏe. Ê nhưng mà đi đâu vậy, đi đâu à? Để tôi đố ha. Bà hai tôi đố giống như lần giờ bà nghĩ coi. À, đi đến một cái nơi mà ta nói đi đâu đến đại đi mệt quá. Đi biển, một cái biển rất là nổi tiếng. À tôi biết rồi. Đâu? Biển nổi tiếng phải không? Vũng Tàu. Đắk Lắk. Ồ, Nha Trang, Sài Bét. Ủa kỳ vậy, thì biển nổi tiếng giờ có Vũng Tàu, Nha Trang tay đi. Tôi hé lộ cho bà thêm chút tin tức nè. Ừ. Đi đến cái chỗ đó là ta nói mình ưa mua quà về mà nhà đó là cái đó là trong cái bữa ăn mình có nấu thức ăn bằng cái đó đó. Quà về. Ừ. Trong bữa ăn có đâu? Ừ. Phú Quốc. Đúng không? Trời ơi mới hé con chút bà nói tọt lo luôn sao. Công trời nhận bà cũng thông minh dữ. Vậy là đi Phú Quốc thiệt hả? Chữ gì nữa? Trời ơi chèn bét ôi nào giờ mê lắm. Trời ơi mừng quá trời ơi về đi tập. Trời ta nói ngoài đó nghe ta nói có đặc sản là nước mắm Phú Quốc á. Đồ á. Đi kỳ này là phải mua về. Tôi mua về tôi để dành ở nhà ăn rồi cho bà con dòng họ ăn nữa. Tại nghe nó ngon dữ lắm. Thôi vậy nghe vậy thôi về đi tôi chuẩn bị đi để đi Phú Quốc. Thôi. Vậy. Đủ gì vậy? Vô lấy hai cái chén hai cái muỗng cho mượn coi. Chi vậy? Ăn hột vịt lộn. Ủa bà nói bà mua cho tôi mà. Thì mua cho bà. Nhưng mà nãy giờ tôi cũng thèm thôi, tôi bà ăn chung cho vui. Trời đất ơi. Tôi nói thiệt với bà nha bà Tám. Gì? Bà vô duyên thứ nhì á, thì trong cái xóm này không có ai mà vô duyên thứ nhất đâu. Bà đó là chúa vô duyên. Còn gì nữa ta? Đó coi Phú Quốc còn đặc sản gì nữa. Rượu sim là có rồi nè, năm bình nè. Rồi mực 1,5 kg. Còn gì đặc sản Phú Quốc mình mua về làm quà được ta? Đúng rồi, trời ơi vậy mà không nghĩ ra. Nước mắm Phú Quốc. Đó, mua cái này phải mua 7 bình, 7-8 bình luôn. 7 chai. Để coi còn thiếu cho ai nữa. Sao? Hối hồn à? Gì vậy? Rồi? Làm gì mặt tươi rói cô nương? Làm gì ghi giúp chép vậy? À, chuẩn bị đi chơi Phú Quốc. Trời. Ghi vô để mua về làm quà. Đã vậy? Ừ, quan chi đây? Ra có con chuyện chứ bộ. Chuyện gì? Chuyện quan trọng. Gì quan trọng? Mượn tiền hả? Phải, ai mượn tiền. Trời mặt nhỏ.
Trời ơi, mặc kỳ mày. Làm gì? Thiệp cưới. Trời ơi, dữ dội không? Tao nói trời ơi, tía bay lấy vợ hả? Mà đúng rồi, phải để cho bay tía bay lấy vợ thôi. Ông ở mười mấy năm rồi nuôi tụi bay đúng không? Má tụi bay chết lâu rồi, cảnh gà trống nuôi con. Đó, bây giờ cho ông lấy đi chứ ông già rồi. Già chả bữa nay chảy xệ lắm rồi, hiểu không? Phải cho lấy vợ đi. Ừ, thì cũng mừng cho ông chừng nào vậy? Chị, chị cũng biết là tía em già mà. Ừ, già thì bây giờ phải lấy sớm đi cho chết tới nơi giờ. Trời ơi, sắp chết luôn rồi, lấy vợ gì nữa, lấy vợ người ta cười chết luôn. Ủa chứ phải ông hả? Không. Chứ ai? Ai? Mày. Ôi, lấy chồng hả? Trời ơi, có thằng nào mà ngu ngu hút mà vậy? Cái gì vậy? Thằng nào mà xui dữ trời. Trời ơi. Anh Hai Chí còn bảy đó. Hai Chí? Trời ơi, mày nghĩ sao mày lấy Hai Chí vậy? Sao vậy? Anh tốt mà. Ôi, hai bên lấy nhau không có hợp đâu. Thôi. Tụi em mà lấy nhau về gãi chết luôn á. Ngứa lắm. Sao gãi? Thì mày tên gì? Mén. Nói tên gì? Chí. Ờ, Chí Mén. Trời ơi, cái tên nghe thấy ngứa. Giỡn ra, nó giận lấy lên chị hả? À? Ừ, thằng đó cũng được. Nói chung là chịu khó làm ăn, chịu. Ừ. Ủa, nhưng mà ghi gì à? Đi Phú Quốc vậy hả? Chuẩn bị đi chơi. Trời ơi. Du lịch. Mà biết sao mua quà về tặng cho mọi người rồi đó. Trời ơi, này nói ông xách 7 chai nước mắm với lại mấy lít rượu sim là tao đã đầy gia ly rồi. Cái gì? Không có mua nhiều được. Cái gì 7 chai gì đây? Nước mắm Phú Quốc. Ngon. Nước mắm Phú Quốc mua 7 chai hả? Ừ. Trời đất ơi. Không đủ chia rồi đó. Phú Quốc là có nước mắm. Nhiều khi đi Phan Thiết á, nước mắm Phan Thiết cũng rất là ngon. Chị không ăn nước mắm ở đây. Thôi chị ơi. Không có chánh hiệu. Nghĩ sao mà đi du lịch mà đem về 7 chai nước mắm. Giờ ai mà đem về nước mắm nữa. Vậy nhưng mà cái quan trọng á là nó ngon. Hiểu không? Nó nguyên chất. Nó từ đặc sản từ ngoài đó mình mới xách mình đem về chứ. Thôi trời ơi, đừng có nói cho ai biết nha, người ta nghĩ là chị lúa dữ lắm đó. Giờ đi ra ngoài chợ nè. Đây ở ngoài đó, trời ơi, nguồn gốc rõ ràng. Không có phải là hàng kém chất lượng hay là hàng không có nhãn mác gì đâu. Mệt quá thì biết là ngoài chợ đầy, nhưng làm sao mà ngon bằng nước mắm Phan Thiết hay nước mắm Phú Quốc được. Sao mà không ngon bằng? Trời ơi, bây giờ ha, người ta pha chế là vừa ăn luôn nha. Phải không? Chỉ còn rót ra là ăn liền, chứ không phải là mặn như hồi xưa đâu. Mà để lâu nó không có bị mà đóng muối nữa. Ủa vậy hả? À. Trời ơi, nghe mày nói chị ham quá ta. Để ra mua thử về ăn coi thì cứ như lời mày quảng cáo không? Đi, bây giờ đừng có đi đâu xa chứ, đi ra mua liền cho em. Đi ra mua liền. Ra mua liền luôn hả? Cái vậy ra liền. Nếu mà thực sự ngon ngang, mua về cho gia đình luôn, khỏi mất công sách về nặng. Trời ơi, đi. Không có trời biết gì hết trơn hả? Lẹ, nghe nói nôn quá trời quá đó. Chồng ơi, đang cơm chồng ơi. Ờ, anh nghe rồi. Ra đây. Trời đất ơi, hôm nay em nấu món gì mà thơm nực người vậy? Trời ơi, toàn là món tủ không, món chồng thích. Ủa? Ủa sao cái chân sao đi cà nhắc vậy? Ờ. Mày té hả anh? Ừ, anh mới bị té. Trời đất ơi, té sao vậy? Sao mà cà nhắc ghê vậy? Được rồi, ngồi xuống đi, từ từ anh kể cho nghe cái gì mà hấp ta hấp tấp vậy. Trên đường xóm trên về. Ừ. Trời ơi, cái xe đó, cái thắng nó cũng khổ ghê. Tự thư ngay cái lúc mà anh thả dốc, cũng may anh Lanh Trí. Anh quẹo qua một bên, nó đâm vô gốc cây mới dừng lại, thì anh bị té thôi. Vậy hả? Trời ơi, té vậy rồi có đau chỗ nào nữa không? Có ẩm chỗ nào không? Trong nội tạng có bị gì không? Bỏ. Em vậy hoài. Em lo cho anh mà. Lo gì anh có sao đâu. Thấy anh ngồi đây cũng còn sống sờ sờ ăn cơm với em mà nội tạng gì đâu ra. Lúc lo. Té đó, cái cảm giác của anh đó, thôi cũng may lắm em. Vậy hả? Thôi cảm giác giống như là anh té là cái nệm êm lắm. Khùng ghê tưởng tượng. Ở đâu ra ngoài đường mà có nệm. Thôi thôi, bởi vậy anh mới nói. Anh khùng gì đâu nè. Biết cái nệm nó là gì không? Là gì? Bà Tư ú, bà đang lom khom hớt bèo. Cái anh té sao anh nằm lưng bả luôn. Êm dễ sao. Tại bả mập quá đúng không? Cái lưng y cho cái nệm. Lần đầu tiên anh thấy là trời ơi, tác dụng của cái mỡ nó công nhận là nó hiệu quả. Êm cực kỳ. Nhưng mà nè mấy thằng đét ơi. Sao? Anh mới có té có nửa lưng lên người bả thôi. Vậy mà bà quay là bà dí anh chạy vòng. Cái anh lọt xuống cái hố cái gì đó. Rồi chập cái khớp chân. Thì có mẹ Tư ú này ích kỷ dễ sợ luôn á. Chồng ta té lên cái lưng thì cho tao té chút đi, rượt tao chạy chi không biết nè. Thôi bỏ qua chuyện ăn cơm đi anh. Cá lóc này á, em kho quẹo quẹo ngon lắm á. Nè cái rau muống này nè nha, chấm với nước mắm mặn ăn. Trời ơi ngon số dách. Công nhận nha, chỉ có vợ anh thương anh thôi. Ngon. Món anh thích ớt nước mắm rau muống này mà chấm với nước mắm. Em ơi. Sao anh thấy lạ sao vậy? Nay em đổi nước mắm lên mắm mới, không phải nước mắm truyền thống như bình thường nhà mình hay ăn. Sao vậy? Mình đang ăn nước mắm Phú Quốc với lại học Phan Thiết, em đổi chi? Anh không biết gì hết á.
Cái này là con Chính nó chỉ cho em. Trời ơi, bây giờ nước mắm công nghiệp với Ngân Anh hay dữ lắm. Nó bán rẻ hơn nước mắm Phú Quốc với Phan Thiết. Mà nó pha chế sẵn luôn, là như là mình vừa ăn luôn, không cần phải nêm nếm gì hết. Anh thấy ngon không? Mà rẻ hơn bình thường, tiết kiệm. Cái vị thì nó không có mặn lắm nè. Ừ. Mùi thì thơm đó. Chỉ có lạ chút xíu là mình chưa quen, nhưng mà cũng tạm được. Mà nó hay vậy, nó rẻ hơn được hả? Rẻ hơn, mình tiết kiệm được nhiều luôn á. Vậy thì cũng hay nha. Đợt này em đi Phú Quốc du lịch á, em đừng có nghĩ chuyện mua quà cáp chi, xách nước mắm gì đi cho cực. Em đã lùng rồi. À, lùng mà đẹp. Ừ. Em cứ thông thả đi chơi, chị nhà để anh lo. Bởi vì chỉ có chồng em là cưng em, hiểu ý em thôi. Chị Sáu ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Con trời, đã đang tránh bữa ăn. Đã đang ăn nữa bỏ rồi sao mày? Cô mén, cô quay làm cái gì vậy? Không, em bỏ hết. Cái này là nước mắm em kêu chị mua đúng không? Ủa? Sai lầm nghiêm trọng, nguy hiểm trực chờ, bỏ hết đi em. Là sao? Nước mắm mà cũng ngon mà anh. Trời ơi, không có được. Trời ơi, chị ơi, chị nghe. Bỏ hết làm em. Mày bình tĩnh mày nói coi, tao không hiểu gì chứ. Nguy hiểm là nguy hiểm cái gì? Nguy hiểm dữ lắm. Thầy đây nè, những cái thành phần của nước mắm công nghiệp á là đang bị nghi ngờ là gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Mấy bữa nay báo chí đưa tin rần rần, bộ hai vợ chồng không biết gì đâu trời hen. Trời ơi chị Tám. Hả? Chị đâu xuất hiện mà phán như thánh vậy? Ừ, bà nói như đúng rồi vậy á. Trời ơi, ta nói hả, Chính mén nè, nó rủ qua nhà nó ăn cơm. Ừ. Cái qua bởi nó hả, thấy là nó đang xài nước mắm công nghiệp. Đó, cái nó nói là có giới thiệu cho bà mua xài. Đúng rồi nè, mua về ông ăn cũng mới khen. Nên mới chạy qua đây ngăn bà lại nè. Đúng rồi, em giới thiệu cho chị, nhưng mà chị đừng có xài nữa nha, chị bỏ hết cho em. Là sao? Sao tự nhiên hấp tấp hai người vô nói là vợ chồng tôi không có hiểu gì hết, phải đầu có đuôi. Đúng rồi đó, tôi nói thiệt nha, nãy giờ tôi vẫn chưa hiểu. Vẫn rất là lơ mơ, là nước mắm mà truyền thống nó khác với nước mắm công nghiệp này là khác cái gì? Thì đây nè, sự mơ hồ về những thành phần của nước mắm công nghiệp. Mà người tiêu dùng mình thì hả, cứ ra chợ thấy nước mắm ngon là mua. Có ai biết thành phần nước mắm ở trong nó có cái gì đâu. Thì đó. Đó cộng với lại những bà nội trợ như mấy bà nè, cứ thích tiết kiệm, thích rẻ. Trời, vậy là chết rồi, không được đó. Không phải, lúc mà tôi mua tôi cũng hoài nghi rồi. Nhưng mà cái người bán nước mắm ta nói là cái loại này là các bà nội trợ bà nào cũng mua hết. Bởi vậy nên tôi mới yên tâm tôi mua. Với lại con Chính nè, nó quảng cáo quá trời. Dạ thì đó. Tại vì thật sự là em cũng xài, thì em cũng thấy tốt em mới giới thiệu cho chị. Chứ em không biết, xin lỗi chị nha chị. Có lỗi phải gì nữa. Ta nói người tiêu dùng của mình đang rơi vào cái cuộc hỗn chiến của các loại nước mắm. Trời ghê quá à. Nhưng mà thôi bây giờ mình biết rồi thì cũng chưa có muộn. Bây giờ tôi rút ra như vậy nè. Sao? Bây giờ nước mắm truyền thống á, tuy nó có mắc hơn. Ừ. Nhưng mà mình biết được đảm bảo trong đó thành phần chỉ có muối và cá. Ừ. Chứ không có hóa chất giống như mấy cái nước mắm này. Mình cứ ăn nó, đúng không? Đúng rồi đó. Sau này mình mua á, là mình phải coi cái cơ sở đàng hoàng, với lại những cái cơ sở đó phải kiểm định rồi mình mới mua. Đúng rồi. Nhưng mà xí đi, cho tôi xí một chút đi được không? Sao mà xí hoài vậy? Cái chai nước mắm này tôi mới mua, nó còn nhiều lắm. Không ấy chồng ơi, mình ăn hết chai này đi rồi mình bỏ được không? Trời ơi. Phá lan can cầu để xe đi lại thuận tiện. Ô kìa anh như cô thăm, con bác năm ở xa mời về. Giang người xinh sao xinh quá, trông ngắn ngơ đám trai làng ta. Trời đất ơi, đi từ ngoài bến xe vô đây mình trai làng bu ngẹt ngoài luôn, kỳ dễ sợ. Trời ơi, cảnh quê thanh bình quá à. Chắc chụp tấm hình tự sướng đem về Sài Gòn up Facebook quá à.
đâu nảy sinh ra một cô gái đẹp mà đứng vậy ta? Mình phải đi qua coi có giúp đỡ gì được gái đẹp không. Trời, bây giờ tập chụp cái tấm này khó lắm nha, lỡ mà lọt xuống cái hồ này là chụp được có một tấm duy nhất thôi đó nha. Chết rồi. Khó quá, khó quá. Trời đất ơi, quái vật, người đẹp và quái vật. Quái vật đâu ra vậy? Không sao đâu cưng, anh biết mà. Anh là nhan sắc ở trong xóm mình gọi là tuyệt vời rồi. Nhưng mà anh thấy em cũng đẹp lắm, chứ đâu có xấu đâu mà em phải nói em là quái vật. Anh nghĩ sao tôi nói tôi quái vật vậy? Thì chứ ở đây ai là quái vật đâu. Anh với ai? Ủa anh hả? Cái gì nữa? Phải anh là quái vật không? Cái gì nữa? Em nói đúng. Không sao, anh có là quái vật mà anh đứng kế bên người đẹp anh cũng ưng nữa. Ui, người đẹp sách vỏ hả? Cho anh hỏi thăm nha. Gì? Nhìn em không phải là người dùng này. Vậy em từ đâu đến vậy? Anh chở anh mới xuống. Ôi dồi, trên đó hả? Ờ. Chà, cho anh hỏi thăm, một lát nữa có mưa không vậy? Nghĩ sao vậy? Hả? Trời đất ơi, tôi nói ở trển là tôi ở Sài Gòn, xuống ở đâu mà ở trển? Sao tôi biết có mưa không? Tôi đâu có quản lý thiên lôi đâu mà biết. Em chỉ vậy nè, anh tưởng nó ở trển xuống, ở trên trời xuống, nên trời nắng vậy anh mới hỏi có mưa hay không. Ủa, em bước sớm qua đằng cái coi, đó, đứng yên đó. Đúng rồi, đứng qua đây tự nhiên mặt đẹp quá. Nắng không tán ở trong mặt em là mặt em đẹp lắm á. Bây giờ anh hỏi lại nè, em ở trển mới xuống phải không? Nãy giờ em thấy xung quanh đây có sét đánh không? Em thấy sét đánh đùng đùng đoàn đoàn không? Làm gì có sét, mà có sét đi chăng nữa tôi tự hỏi tại sao nó chưa đánh đen thui anh á. Tức là em nói đánh trúng anh phải không? À. Sai, sét đã đánh trúng anh rồi. Trúng đâu? Tim anh. Trời. Tim anh tan vỡ bởi vì sao? Bởi vì anh đã bị tiếng sét ái tình từ em. Oh my love. Thôi, được rồi. My darling. Được rồi. Sao em? À, biết vậy là biết sao rồi ha. Rồi, nói... Tính làm cái gì? Nói chơi thôi, anh giỡn với em rồi. Em biết sao mà lâu lâu anh mới thấy một cô gái đẹp lộng lẫy như em. Mà đặc biệt là em từ phương xa tới. Ủa là em nói em ở thành phố xuống hả? Ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn về đó hả? Ừ. Ủa Sài Gòn về mà sao mặc đồ áo bà ba thun quê ấy mà vậy? Trời đất ơi, thì hồi nãy á, anh mà ra sớm chút á là anh nghe tôi hát cái bài Ô kìa ai như cô Thấm. Tôi sống theo cô Thấm, hiểu không? Ăn theo thở, ở theo thì. Tôi á, tôi lớn lên ở Sài Gòn nhưng mà sinh ra ở đây. Cho nên khi mà tôi về quê tôi là phải làm đúng chất quê tôi. Tôi bận bà ba này, thấy chưa? Về quê là phải mặc đồ vậy á. Chân còn quê đó, biết anh không? Anh thích cái chân em lắm luôn nha. Mà đặc biệt là chân quê nữa. Đó nè, thấy không? Mang guốc luôn nè. Bây giờ không giỡn chơi nữa ha. Gì? Hai đứa mình sáng vào sự thiệt. Sáng gì? Thật sự là anh thích em. Anh thích từ trên xuống dưới, cho nên anh muốn hỏi là em cứ suy nghĩ của cái mẫu đàn ông của lòng em là như thế nào, nói đi, anh sẽ làm y vậy cho. Mẫu đàn ông của em hả? Ừ. Mẫu đàn ông của em giống như là Song Joong Ki với lại anh Luhan gì đó. Đơn giản quá. Anh biết là ở trên thành phố có cái phong trào nuôi chó này nọ cũng vui, mà tại sao là em lại thích chó mà không thích người? Trời đất ơi, chó đâu ra? Cái gì Ki với Lu vậy em mới nói đó. Trời đất ơi, Song Joong Ki là nam chính Hàn Quốc đóng trong bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời, biết chưa? Trời đất ơi. Còn anh á, cái ngữ của anh á là Hậu Duệ Mặt Đường, Mặt Mâm, biết chưa? Có mặt là được rồi. Còn anh Luhan anh là ca sĩ. Ca sĩ hả? Ừ. Hèn gì nói ra anh không có biết gì hết trơn, trời à. Nhưng mà không sao, miễn là em thích cái phong cách như thế nào anh chiều em hết. À, tôi thích đàn ông ít nói, với lại đừng có thấy gái đẹp mà lại đứng nói hoài. Vậy là chính xác nghe anh. Anh hả? Anh ít nói hả? Anh ít nói, nãy giờ anh có nói được chữ nào đâu. Trời đất cái thứ gì đâu anh, em thấy không? Thấy có ở đây có gái đẹp nào mà anh dám sáng lại không? Chỉ có một mình em thôi. Anh bước lại gần em rồi giống như 500 hít dính, anh không bao giờ dám đi đâu nữa hết trơn. Tại tôi đẹp nhất. Ồ, thôi được rồi. Nãy giờ anh thấy em với anh cũng là 49 gặp 50 đó. Ừ. Bây giờ mình sáng vô vấn đề đi ha. Bây giờ em đi kiếm nhà đúng không? Ờ. Vô cái nhà đó không phải là nhà của anh đúng không? Vậy em cần nhà ai? Nói, anh dắt đi. Trời ơi, nói như anh quan hệ rộng lắm vậy. Sớm nhà ai cũng biết. Em có thấy ai mặc bộ đồ giống anh không? Đồ đồ sao? Monotone. Một tông một từ trên xuống dưới. Monotone hả? Đồ chứ gì nữa. Xin lỗi em chứ không phải tông sự tông nha. À. Xin lỗi em. Bây giờ ở xóm này nhà ai anh cũng biết. Bởi vì sao? Sao? Anh chỉ muốn rình rập. À không, rình rập mọi người lạ bước vào vì cái lý do an ninh. Vì anh là ai? Ai? Trưởng ấp. Trưởng ấp? Mặc gì trưởng ấp hả? Ôi ôi, dữ vậy không biết nữa hả? Sợ. Anh chạy đầu nãy giờ mà anh thấy sao? Vậy? Thôi thôi, tôi đã tự đi rồi. Không, anh không dẫn chơi, anh nói sự thật. Ủa? Em yên tâm. Chị Ngọc, trời ơi, sao nói là chiều mới xuống tới mà giờ này tới rồi cưng? Tại vì em đi xe sớm rồi, cái em tự về đây khỏi mất công chị đi đón. Ủa, ổn vậy đây là? Đây là con Bảy Ngọc, là em họ tôi. Hả? Ở Sài Gòn xuống á, nó con gì ruột tôi đó. À, thôi, vậy em thì để hỏi bà chứ bà. Thôi. Bây giờ nắng quá là đi về lẹ đi. Bác khoan. Nè thôi bà đi chợ đi nghe, tôi đưa em tôi về cái đã. Ủa hai chị em thiệt đó hả? Ừ, tiền ta đẹp vậy.
Ủa mà bà này cũng bà sợ tôi hốt em, bà sao bà không cho nói câu nào á. Bà này cũng ngộ nè, ông coi đó, bà rủ tôi đi chợ ha, tôi đồng ý tôi đi chợ, giờ ra gặp người thân cái hả te rẹt bỏ đi về, đáng mà nên tôi đi chợ mình hả. Bởi vậy ta nói người đẹp ta có quyền, ta muốn làm gì cũng được á. Thôi ông rảnh ông đi chợ với tôi. Thôi bà không có đẹp, bà đi vô khác chơi đi. Tôi đi về. Có vô duyên không? Đi chợ chung cần gì đẹp. Rồi sao? Mấy anh làm đi đâu rồi? Thì tôi đã nói mấy anh là anh cứ đập chèn bẹt banh ra ngửa ra vậy hết là được, hiểu chưa? Còn một cái cầu này nữa đâu mà xong à hả? Ờ thì đúng rồi, còn cái cầu nữa là xong rồi. Rồi chừng nào xong mấy anh điện cho tôi liền nha. Cái chuyện này chuyện nghiêm trọng không có giỡn chơi. Trời ơi, trời ơi, mệt quá. Ai giúp cô bà? Bà báo tôi. Cái chuyện gì mà chả hớt hơn hả vậy? Tôi đi kiếm ông. Tôi đứng đây nè, kiếm tôi làm gì? Để tôi thở ngay tôi nói. Bà thở đi. Ông lẹ lên, 3 giờ 4 cẳng, chạy ra lẹ ngăn người ta lại liền. Lẹ lên ông. Ai chiếm đất của bà? Trời ơi, chiếm đất cái gì? Ta nói hả, ở ngoài kìa mấy người hả xúm nhau đập mấy cái lan can cầu quá trời quá đất. Bây giờ ông phải 3 giờ 4 cẳng chạy ra ngăn người ta được. Máu lên, ông là trưởng ấp mà. Bà lẹ. Cái gì vậy? Bởi vậy tôi nói bà, cái tánh cái lập chụp không hiểu rõ cái hành động gì. Cái vụ đập cầu ngoài kia phải không? Ừ. Tôi chỉ đạo đó. Cái gì? Cái gì? Ủa ông bị khùng hả? Gì? Ê. Tự nhiên chỉ đạo đi đập mấy cái lan can cầu hả? Nè, bà nói chuyện với tôi phải cẩn trọng lời nói nha, không phải muốn xỉ nhục là xỉ nhục nha. Tôi kêu đập cái lan can cầu đó là cái lợi ích giúp cho bà con. Nữa? Giúp cho mọi người. Nó ngược cũng nói nữa. Sao nó ngược? Nghĩ làm sao đập lan can cầu mà nói là đi giúp cho bà con hả? Sao không giúp cho bà con? Bây giờ tôi hỏi bà nè, giúp cho bà con ta đi ra đi vô thuận tiện. Bà là bà biết cái việc nhỏ mà bà không biết cái việc lớn. Cái vi mô bà đành mà cái vĩ mô bà không biết gì chứ. Bà phải quán triệt lại, bà phải hiểu rõ vấn đề. Tôi làm như vậy là để chi? Để cho mọi người thoải mái trong phương tiện đi lại, không có bị chuyện gì xảy ra hết, bà hiểu chưa? Ấy làm như ông bị đẻ ngược hay sao trời? Trời ơi, cái cầu người ta đang ngon lành vậy ông đi đập mấy cái lan can cầu cho nó bể ha. Lỡ rồi cái cầu nó hư thiệt ha. Rồi bà con đi vậy nó lọt tẩm rớt dưới nước rồi sao, nguy hiểm không? Bởi vì bà này tôi nói chuyện bà hồi chắc tôi gạch đầu gấu ra tôi nói chuyện. Tôi nói vậy mà bà cũng chưa hiểu đó hả? Thôi bây giờ như vậy, tôi sẽ giúp cho bà hiểu rõ sự tình, nghe không? Ừ. Lại bắt đầu từ cái câu chuyện của ngày hôm qua. Khi tôi qua nhà của chị Sáu, sự việc nó xảy ra như vậy. Trời đất ơi, rồi có sao không? Trời ơi, muốn uống dừa thì nói đi rồi trẻ chị hái cho. Có biết đâu mình leo với trèo con gái con gứa gì khổ ghê. Có cái chuyện gì tao không biết ăn nói sao với mẹ mày luôn à. Đâu á trời đất ơi, ở Sài Gòn đâu có thiếu nước dừa. Đưa tao coi. Tại vì em muốn trèo cây cho nên em... Sao chặt? Không, để đưa coi. Không, cái này chưa gãy đâu, này mới chặt thôi. Nhẹ nhẹ tay chị ơi. Không, chị rồi, giờ chị măng gì chị mới biết. Chưa gãy. Sao đâu. Xin lỗi. Rồi chặt thôi. Rồi thôi, để đi ra xe. Đi ra ngoài. Đi, tao nhìn ra, tao lấy xe, tao đưa cho đi bệnh viện. Đi khám. Ghê vậy đó. Ngọc ơi. Ủa. Cái gì vậy em? Qua chơi. Trời đất ơi. Qua có chuyện gì không? Để đưa nó đi bệnh viện cái. Trời đất ơi, cái chân gì mà sưng bự hơn ấy. Trời ơi, nó leo cây dừa nè. Rồi bây giờ nên đỡ nó giùm đi vô lấy chìa khóa xe. Để em đỡ. Rồi. Ây da. Trời đất ơi. Chân bên này rồi. Có sao không? Nhiều nó lên cái ghế ngồi giùm cái ông này thiệt tình à. Kêu nhờ đỡ giùm nhỏ một cái hả? Có sao không? Có sao không? Không, hồi nãy em chật chân này giờ em gãy chân này luôn. Trời đất ơi, hai chân luôn hả? Trời ơi, cái này mà treo hai giò lên khó nằm lắm nha. Trời ơi, bây giờ sao em? Chị, bây giờ phải đưa đi liền. Chứ coi lát ảnh hưởng nhảy vào cái tay. Sao đâu, này là nó mới chặt thôi. Nãy chị có măng cái xương thử rồi. Bên này đưa coi. Kiểm tra coi. Chặt thôi, này té xuống đây làm sao gãy được. Đau quá. Phước cẩn thận nha. Về chơi có mấy bữa mà lên trển có cái chuyện gì tao biết ăn nói sao luôn á. Thôi bây giờ về chị em đề nghị là bây giờ mình đưa ra trong bệnh viện liền tức thời. Bây giờ tôi lấy tầm soát liền hai cái giò. Rồi giờ đỡ ra xe phụ giùm đi rồi tôi đi lấy cái xe Honda rồi tôi lấy nó có hiểm rồi đi. Chị nói gì? Chở đi bằng xe Honda hả? Chứ để đi bằng xe đạp. Không phải xe đạp. Được rồi, em có cách bảo đảm an toàn. Sao? Đi taxi. Ủa, vậy là hết chuyện rồi hả? Chuyện gì nữa? Ủa sao ông lãng giang vậy? Con bé Ngọc nó đau chân thì có liên quan đến gì mà cái chuyện mà ông đập mấy cái lan can cầu hả? Liên quan chứ sao mà không liên quan? Đó, ủa, trời đất sao? Ơi, ông kể vậy mà bà còn chưa hiểu nè. Hiểu vậy? Có biết là ngày hôm qua đó, ha, tôi kêu chiếc taxi đi vô thôi. Mà cuối cùng tôi phải bồi thường tiền cho người ta để mà sơn xe hai bên á. Mấy lan can nó nhỏ xíu à, nó làm chạy chiếc xe taxi của người ta. Mà tôi biểu người ta chạy tôi phải đền chứ sao? Chị sao? Em nhớ hôm qua em gửi tiền xe taxi với tiền đền. Thì
thì tôi quên. Thì tôi nói vậy đi. À do đó chị Sáu nói đúng. Trời ơi, ông với bà hết nói nổi luôn hen. Sao vậy? Bà nghĩ đi. Cái cầu đi vô, cái đường vô trong cái xóm mà tao nói nó lớn hơn cái cầu nữa, nhà tôi có chút xíu à. Thì chiếc xe hơi nào mà chạy qua lọt thì phải đập bớt cái lan can cho xe chạy chứ làm sao. Trời ơi, nếu nói vậy thôi tao đây nè, đập luôn cái cầu này đi cho xe nó dễ lọt vô. Trời ơi, tao có tới đây. Nhưng mà tao nói tới ngoài kia là được rồi. Tới ngoài kia gì tôi nói cho ông nghe nha. Ông bỏ ngay cái ý định mà đập lan can cầu đi nghe. Tại sao? Nếu mà ông còn tiếp tục á là ông sẽ bị khiển trách biết chưa. Ủa, khiển trách gì kìa, tôi làm cái việc ít nước lợi dân mà phải hỏi bà nè. Không có cái lan can, xe nó chạy vô thoải mái. Xe cấp cứu hay xe taxi gì có thể vô đưa người bệnh tới bệnh viện được. Bây giờ không có, bây giờ cái lan can nó mọc dài lên, bây giờ xe nó vô không được. Lỡ người ta có bị gì, ai chịu trách nhiệm? Ông làm vậy là ông giúp người chứ bà nói gì mà bà gánh được không? Thì đây nè, tôi kể cho nghe một chuyện y chang như của ông. Thời gian vừa qua, tại hai ấp Thới Thạnh và Bình Thạnh thuộc xã nông thôn mới Giai Xuân, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đã xảy ra tình trạng nhiều cây cầu bê tông bị đập lan can, bẻ giạt ra hai bên, lộ ra sắt thép bên trong, vân vân. Theo đó, những cây cầu bị đập lan can chỉ có bề rộng 2m, độ dày bê tông mặt cầu chỉ khoảng hơn 3cm. Các cây cầu đã bắt đầu xuống cấp, mặt cầu bị bể vỡ, một số lan can cầu bị gãy rời. Và những lan can cầu rơi vào tình trạng như thế này là do trưởng ấp đã tổ chức đập lan can cầu. Đại diện cấp ấp giải thích rằng do bề rộng cầu hẹp, mỗi khi trong ấp có người bệnh cần đi taxi thì không được. Xe đi qua sẽ bị va quẹt, kính chiếu hậu, trầy xước, sơn xe, v.v. Vì vậy, ấp đã tự họp dân chứ không thông qua xã, rồi tổ chức đập lan can cầu để xe ô tô đi lại được thuận tiện hơn. Sau khi sự việc xảy ra, Bí thư huyện ủy Phong Điền đã yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Giai Xuân tổ chức kiểm điểm những cá nhân liên quan, đồng thời phải tổ chức họp dân ngay để thông báo cho dân biết việc phá lan can cầu là sai. Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu chính quyền địa phương khắc phục ngay việc đập lan can cầu, trả lại như hiện trạng ban đầu, cho cấm biển báo tải trọng, cấm ô tô qua cầu. Ý trời đất ơi, quá ra vậy là bữa giờ là ông đập mấy cái cầu là coi như là bậy bạ rồi đó hả? Làm gì vậy? Nói đàng hoàng, nói tiếng gì vậy? Nói đàng hoàng, Có xi măng, có cốt kè, chú dựng, chú chống là đỡ đi. Chú bán vô lại, chét xi măng cho nó dựng đứng lên. Nó chọc trời lại giùm tôi nha. Thôi, ông hay quá ha. Tự nhiên ông làm lại, ông làm bằng xi măng cốt kè. Lẹ miệng, lát ra ngoài làm xi măng cốt thép, được chưa? Mà nghĩ cũng ngộ nữa. Hồi xưa mấy ông xây cầu cái quê mình sao ông xây cho bự bự chút xíu cho xe người ta đi qua cho nó dễ. Xây gì mà nhỏ xíu vậy, chi gì khổ ghê à. Trời ơi, thì cái cầu nó lỡ xây dựng vậy rồi, mình á, người dân mình đi lại, mình ráng mình nghĩ ra cái cách nào đi lại cho nó phù hợp. Chứ nghĩ làm sao mà ông bà đập lan can cầu ha, rồi dân không hay, cấp trên không biết. Mà nè, đập lan can cầu như vậy á, là cái cầu nó hư luôn, rồi người dân đi lại nguy hiểm cho người dân, là ông bà chịu trách nhiệm á nghe chưa. Bây giờ cái chuyện đó ông đập phá thì bây giờ ông xây sửa lại cho người ta là được rồi. Còn cái chuyện của nhà tôi đây nè, rồi bây giờ làm sao đưa con Bảy đi cấp cứu đây, đi bệnh viện đây. Bảy hả? Ừ, làm sao đưa nó cấp khám. Ừ, không sao, cái vụ Bảy là em không có cà lắm đâu. Chị yên tâm, để em cõng bé với Bảy ra tới ngoài lường lộ cho xe cấp cứu chở đi. Hả? Ngậm trái đắng vì cái con quỷ cái nào mà nó đi đứng mắt mũi nó để trên nạ đầu nào? Cái con nào mà chết giúp mà... sao lụm vào đầu của tôi, chuẩn bị rồi hả? Chuẩn bị hết rồi. Đau. Không đau. Giờ sao? Cái vụ đó làm chưa? Vụ gì? Rồi. Chờ ở chỗ này hả? Rồi. Dạ, khoan, để mở này ra cái đó.
Trời ơi, canh ông hai ông ngủ rồi mới lấy được á. Ông hả? Biết ông đánh chết luôn á. Thì đương nhiên đừng để ông biết. Ủa sao nhìn nó xì cùi quá vậy, chụp được không? Được. Thôi kệ, bây giờ lẹ. Đi. Bùi chuối thấy được. Cái bụi đó nó dày đó. Trời đất ơi, muốn rồi tôi đẹp vô luôn á trời. Chuẩn bị kỹ lắm ha, mặt đầm là phải mang vớ da chân vô rồi cho chân nó láng chân đó. Trời cái gì vậy trời, bà mặc cái gì vậy bà nội? Đầm, trời ơi, đầm xẻ luôn nè má. Đẹp không? Chứ bà nghĩ sao bà để hai cái cục đây đằng sau lưng của bà bị ung bú hả? Bà mới quê nữa đó, hai cái cục này ta nói là nhà thiết kế nổi tiếng mới thiết kế ra. Trời ơi, để massage lưng đi thẳng vậy nè, người ta sợ đau lưng người ta massage lưng đó bà. Ôi, quê quá bà ơi. Trời ơi, bà nghĩ sao vậy? Chứ sao? Hai cái cục này á, nó phải di chuyển ra đằng trước này nè. Ủa gì hả? Trời ơi, mặt đi quá, tự nhiên hai cục mà mắt sao lưng gì ở đây trời. Tôi mặc lộn hả? Bà mặc ngược rồi, trời ơi. Để vô đổi lại. Ừ. Gì vậy? Nói tôi. Ai vậy? Gì? Lấy cái đầm bầu ở đâu vậy? Gì đầm bầu mà nội? Coi cái đầm bầu mà nghĩ sao mặt người xì tai xì tiết gì? Cái này là cái form rộng kiểu mới của người ta đã vậy á. Thôi thì ghê quá bà ơi. Cái gì có cái gì mà cho nó buộc vậy nè? À chị có cái thắt lưng vô hả? Buộc ở đâu đây nè nè? Ai rồi có rồi. Làm vậy? Lấy này rồi buộc nè. Trời. Ê, từ, bình tĩnh. Biết này là gì không? Vậy chuối gì vậy? Sao cầm dây chuối buộc lên bộ đồ không? Sao không được trời, sáng tạo chứ. Trời ơi bà bởi vậy bà không coi mấy cái show thời trang chiếu trên TV á. Người ta sáng tạo đủ thứ hết á. À mình phải phá cách hả? Ê, tôi thấy này được á. Đó. Cái này giống như là mình làm vậy, cái mình nói là kết hợp bảo vệ môi trường. Thấy không? Nó nghe nè bộ không? Đẹp ghê chưa nè, thấy không? Được. Cái đầm màu vàng. Ờ. Dây cộng dây chuối màu xanh. Ờ. Xong xuyệt tông phải không? Đẹp ghê chưa, dễ thương à. Tao xuyệt tông không? Thằng ra nó lạ. Trời, tao dép màu đỏ nữa. Tao xuyệt tông dễ sợ. Tôi dép là... Trời ơi, mình đâu có chụp ở dưới đâu, mình sợ. Ê, bà nói nghe nè. Bộ mua không có thử hay gì mà tự nhiên mặc cái đầm rộng rinh vậy? Mua đâu mua. Mà nghĩ sao tự nhiên làm mấy cái này mình tốn tiền chi? Chứ mình phải là tay không mà gột lên hồ. Trời ơi, bà ơi. Cái sân phơi đồ chung đó. Thấy đẹp đẹp được chắc của con Út hay sao á, gom chài luôn. Trời đất. Ra đây mình xài xong rồi, mình sử dụng xong mục đích của mình rồi, đem vô trả lại. Trời. Tự nhiên làm mấy cái trò này mua đồ chỉ cho tốn. Trời. Mua đồ cho đủ. Đồ không có đầu tư gì hết trơn á. Ủa vậy chứ đồ bà mua ở đâu mà sao bà không biết xài, bà không biết mặc như vậy? Mua đầu mua mượn. Mượn con bít bánh bèo. Trời ơi, thấy không? Nói tôi bà cũng đưa lấy đồ khác không à. Thôi nè, cầm vô cái điện thoại đi. Tôi vô chổng thứ hai lại cho đàng hoàng. Xong rồi mình ra mình. Trời ơi, lẹ lắm. Trời nha. Lên. Ê. Oh. Wow. Nhìn một cái là thấy đầm đi đường đầm mà người đi đường người ha. Không ăn nhậu gì với nhau hết. Trời ơi, điểm có phải bạn của tôi không vậy? Hà, trời ơi, bạn sao chê dữ vậy? Bạn tôi mới nói thiệt. Thôi đỡ mệt mới chụp đại đi. Như đó. Giờ sao công, mà đứng sao? Phải công lên đây nè. Chạm như đó. Đó. Bây giờ mình cầm mình chụp cái dao đi. Lấy được nguyên cái con người mình luôn nè. Chứ mình chết rồi. Tôi định nằm xuống tôi chụp cho bà, nhưng mà cái này nó khó nằm quá. Thôi tôi đứng nha. Đứng rồi. Để tôi nhón đây. Nhón cho nó cao. Nó làm gì vậy trời? Nè, bút cột luôn nè. Bút cột nè. Trời đất ơi, ai vậy trời. Để tôi chụp lại cho bà là. Đây, đứng xa đây. Rồi. Cái mặt bà dảnh lên mặt bà... Đó, trời ơi, quá đẹp luôn. Đó rồi. Đó rồi bà coi như cái cây đó là trong mấy cái phim mà mấy cái quán bar mà có cái cột. Bút cột đó. Đó, trời ơi, quá đẹp luôn. Đó. Ê, để tôi hất góc lên, tôi lấy từ dưới này lên cho bự nè. Cần sao tự nhiên có con quỷ nào xuất hiện trong cung đình ghê quá vậy? Ê, nãy mới khen đẹp giờ khen quỷ là sao? Không, bà là đẹp rồi nhưng mà cái đằng sau tự nhiên. Trời ơi bà Tám. Cái gì vậy trời? Tám biết là cả làng biết.
Ôi đi đâu đi thôi thôi về nha. Tám biết khách trơn rồi, hai đứa chụp hình phải không, cho tám chụp vô ké cho vui chứ. Đây vẫn đồ bông hoa đẹp nè. Đầu quá. Cái khung hình nó đang hoàn hảo vậy nè. Cái tự nhiên vô cái nó lỗi. Đúng rồi. Tụi tôi đang gầy dựng cơ đồ. Mà cái cơ đồ này cái tuổi trẻ tin tin như tụi tôi giờ mới làm được. Tám giờ quá tuổi rồi, tham gia không có được đâu, không có được vậy đó. Nói nghe nè. Ủa định tham gia vô gì? Lớn sân vô xô bích. Nói nghe nè. Sẵn ba người tham gia vô luôn. Tám cũng được mà. Trời ơi bà ơi, giờ chỉ có những cái người mà đẹp lồng lộng như tụi tôi nè. Chứ còn bây giờ bà nhìn đi trời ơi, vốn liếng tụi tôi cỡ này nè mà vét nãy giờ chưa xong. Bà không có miếng vốn nào, bị gọi là hụt vốn luôn. Không có vốn nữa là bị hụt luôn, bị âm luôn á, hụt luôn á. Bà nghĩ sao bà tham gia show bịt nè, sao nổi tiếng? Nói cho tao nghe thôi, bây giờ là cũng là bà con chồng sớm đúng không? Khi mà hai đứa này nổi tiếng rồi á, đúng chắc rồi. Là cũng sẽ cho tám làm trợ lý hả? Ừ. Còn sao nổi tiếng được? Quá dễ. Bây giờ đó cứ ăn mặc lồng lộn lên ha. Đó quá cái mặt đẹp lên. Chụp hình up lên phúp bụp. Cái gì? Up lên cái phúp bụp á. For bad. Cái gì mà FB đó. Trời ơi, FB nữa, người ta là Facebook. Trời ơi, nói có nhiêu đó mà cũng không ra nữa. Rồi nói chung là Facebook hay cái gì cũng được, miễn sao tụi tôi nổi tiếng là được rồi. Đúng rồi. Chụp hình up lên là người ta vô, người ta ngắm, người ta nói trời ơi đẹp quá, trời ơi hai cưng đẹp quá. Vậy là nổi tiếng là sao mình kiếm được nhiều tiền. Chưa hết. Có sự đầu tư nghe. Up lên lại chưa hết rồi làm sao? Chưa hết thì chơi ảnh nóng luôn. Trời luôn. Lỡ mà chơi ảnh nóng nguyên vàng ra nó cũng không có hot luôn rồi sao? Up clip. Clip lỡ nó cũng nằm chèo queo luôn, nó không nổi tiếng rồi sao? Thì chơi sờ can đồ luôn. Sờ can đồ luôn. Xé đồ. Giật chồng nữa. Giật chồng đồ. Giật tiền đồ. Đó. Ba cái chiêu trò rẻ tiền vậy mà nói là thông minh. Cái gì rẻ tiền? Biết đầu tư bao nhiêu chất xám mới nghĩ ra được nhiêu đâu. Mà không tốn một đồng mà thu lại một mớ. Nghĩ sao rẻ tiền chứ trời. Mệt nè, không có nói chuyện với tám nữa. Tám ở đây làm phá đội hình quá, bây giờ mình đi chỗ khác mình chụp. Mình ra cái đầu làng, cái gì mà đường đi bộ đó, bây giờ mình quay clip đi. Cái hẻm đi bộ ở đầu làng chỗ có mấy bụi tre bụi chuối á. Nghe tám nói nè. Không nghe nữa đi, người cuối cùng đã chưa có hai đứa. Tại ơi đi đâu vậy? Tám chưa có kịp kể cho tụi bay nghe cái này nè. Ngậm trái đắng vì ham nổi tiếng. Showbiz đang có nhiều scandal quá lố bịch diễn ra. Hết cởi đồ khoe thân thì đến khoe của cải. Hết khoe của cải đến tung video clip rồi tố cáo đồng nghiệp để gây chú ý. Tất cả những scandal ấy trong giới biểu diễn không gì ngoài mục đích thu hút sự chú ý của dư luận và nhằm đánh bóng tên tuổi. Điều lạ là các scandal này không những xuất hiện ở những gương mặt trẻ, thừa tham vọng, thiếu tài năng, mà cả những nhân vật đã có tiếng tăm vẫn áp dụng để đánh bóng tên tuổi của mình. Họ không những xem thường dư luận mà còn bất chấp pháp luật. Có một sự thật rằng, báo chí càng đăng tải phản ánh phê phán, dư luận càng ném đá thì những nhân vật tạo scandal ấy càng hả hê vì mục đích của họ gần như đạt được. Với những gương mặt mới, họ không cần phải có tài năng gì hay chuyên môn gì. Chỉ sau những phát ngôn gây sốc thì họ nhanh chóng gia nhập vào giới showbiz mà không cần qua một cuộc sát hạch nào với công chúng. Có thể nói, thái độ bất chấp, coi thường dư luận để tìm đến sự nổi tiếng đang là một thái độ rất đáng báo động trong showbiz hiện nay. Bởi khi người của công chúng thẳng thắn tuyên bố bất chấp dư luận thì có lẽ showbiz đang trong nguy cơ phải đối diện với làn sóng scandal dữ dội hơn khi mà sự lên án của công chúng không còn tác dụng gì với những nhân vật ưa gây sốc để nổi tiếng. Thì thiết nghĩ đã đến lúc rất cần sự can thiệp mạnh tay của các nhà quản lý văn hóa để hướng đến một môi trường nghệ thuật không còn cỏ dại hoành hành. Trên đất dòng mình trong dư thiên, trên đất dòng mình trong ta. Ai mà rên la sùm ổng tỏi vậy trời. Tám ơi. Tám ơi. Cái gì? Tám ơi, chết rồi, tám chết rồi, tám ơi. Tao bảo, chắc tôi quánh cho nó một tỏi quá, mình còn sống nhăn răng vậy mà nó nói mình chết. Ai, dỡ cái khăn xuống coi. Tám chết rồi, chết thiệt rồi tám ơi. Đây nè, mở con mắt bự trà bá ra dòm tám nè ngang. Tám còn sống nhăn răng nè ngang. Nè. Ôi nhăn răng ra giống chết thiệt quá ha. Tao bảo sao cái con này cái gì nó nói cũng được á. Mình không nhăn răng nó cũng nói mình chết. Mình nhăn răng nó cũng nói mình chết. Nói chung là tám ăn ở làm sao á, mà thấy tám sống kiểu gì cũng không được.
Thôi thôi nghe, tự nhiên cái vô cái du quan giá quà tám gì vậy hả? Nói gì không hiểu đầu đuôi câu chuyện gốc ngọn sao á. Giờ tôi nè. Sao? Up mấy cái đồ đầy đồ kia lên Facebook đó. Bây giờ tôi bị tai tiếng khắp nơi rồi, giờ đi đâu hả người ta cũng nhận ra, người ta dèm pha dè biểu hết. Nói chung là cũng ngu, muốn nổi tiếng lẹ. Rồi mày cởi coi. Nhưng tôi tạo sự canh đồ là tôi đi giật chồng người ta. Trời! Hết chuyện tạo cái vậy trời ơi. Trời, công nhận nổi tiếng liền luôn. Không. Trời ơi. Nhanh lắm luôn. Nhanh lắm. Tối đăng cái. Sáng sớm dậy đi chợ, ra chợ cái bị chọi cà chua vô mặt rồi. Trời ơi. Nguyên cái chợ rần rần rồi mày đi gì? Không chịu bán đồ cho tôi. Giữa chợ mà ta làm nhục mình vậy hả? Trời ơi. Mình nói với anh ai luôn á. Vậy hả? Rồi bay sao kể tám nghe coi. Em không có giật chồng người ta. Chứ em làm gì? Em nói là em đẹp nhất trên đời này. Em đẹp nhất thế gian, không ai đẹp bằng em hết. Em là một người thông minh, xinh đẹp, học thức, học giỏi. Nói chung là em là nhất. Xong rồi cái thiên hạ thấy em quá. Nó chụp hình nó để bông qua cái bên minh họa nữa. Đó này, nói em quá. Xong cái người ta chửi em. Chửi đâu có nhanh. Nghĩa sao chửi em? Em làm sao? Em chửi lại. Chửi té tát vô mặt luôn. Xong rồi á, người ta á, em có một mình em mà người ta hả? Ùa vô chửi em nè, bây giờ đi đâu cũng bị chửi. Sống với nhau là ùa vô chửi em tá lả bên vậy hả? Trời ơi, đi đâu cũng bị chửi, đi đâu cũng không trời ơi. Chửi ông sầm vậy hả? Nổi tiếng luôn. Nổi tiếng như vậy rồi mà. Đó, thấy chưa? Mà nè, nếu mà được nổi tiếng vậy á là đúng với mục đích của hai đứa bay rồi. Có đâu buồn hen, bây giờ nổi tiếng quá mà. Nó nghe nè, nổi tiếng vậy á chắc là sắp vô tiền rồi nghe. Đây tám hiến cho cái kế này nè, về á mỗi đứa mua 3 mét vải hen, về mai cái túi 3 gang để đó chờ hốt tiền hen. Cái gì vậy? Bà vừa phải rồi bà ơi. Bây giờ tụi tôi khó khăn nè. Bây giờ tụi tôi vô cái cảnh coi như là bế tắc thiệt là tụi tôi tìm đến bà. Tụi tôi tin tưởng bà, tụi tôi coi bà là cái chỗ thân thiết thiệt sự. Không phải là tụi tôi tới đây để bà chửi rủa thôi bà. Trời gì phải chừa mặt mày ra chứ trời. Đó, tụi tôi nếu bà không giúp đỡ thì thôi. Thôi trời ơi, tôi nói chơi mà, tại vì bà đó, mấy bà đó ham hố nổi tiếng làm chi. Ai biết đâu, giờ giúp đỡ đi chứ giờ đi ra đường ai thấy cũng chửi, ai thấy cũng nói giật chồng nè, nhỏ này xạo nè, chảnh nè, đủ thứ không ai chơi nữa trơn, giờ không biết sao trơn á. Đợi suy nghĩ thôi. Alo. Má hả má, dạ con nghe nè má. Trời ơi. Cái gì vậy? Không có. Má bình tĩnh má ơi. Không phải vậy đâu mà. Cái gì? Má trời ơi. Má vô bệnh viện luôn rồi hả? Trời ơi. Không phải người ta đồn vậy thôi chứ con sao làm cái chuyện đó. Ủa mà ai nói má nghe vậy? Trời ơi. Má của con xấu điệu. Qua bên má kể má nghe hả? Rồi cổ sao rồi má? Hai người vô bệnh viện chung với nhau luôn hả? Trời ơi. Rồi nằm kế giường nhau đang tay nắm tay rồi khóc hả? Trời ơi. Má ơi, để con giải thích. Alo má, anh luôn. Cho nói chuyện với má chú ơi. Cái gì cấp mấy rồi? Trời ơi, giờ hai bà già đang nằm trong bệnh viện á hả? Chết em ngồi má em nằm bệnh viện rồi. Thấy chưa? Ta nói ngậm trái đắng thì ham nổi tiếng mà.